Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 28 tháng 12 đồng loạt tăng tốt trên thị trường thế giới và trong nước. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn tháng 1 năm 2024 giảm nhẹ 6 USD trên tấn, với mức giảm là 0,2%, xuống mức giao dịch là 3.069 USD trên tấn. Trong khi đó, kỳ hạn tháng 3 và ở các kỳ hạn giao xa khác, giá cà phê tăng tốt, kỳ hạn tháng 3 thì tăng 32 USD trên tấn, với mức tăng là 1,13%, lên mức giao dịch là 2.869 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giữa tháng 1 và tháng 3 trên sàn London tương đương với mức giá là 74.200 đồng và 69.300 đồng một kg. Các mức tăng vừa phải, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao ở kỳ hạn giữa tháng 3, cũng đã tăng với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giữa tháng 3 năm 2024, giá cà phê tăng 3,4 cent trên pound với mức tăng là 1,75%, lên mức giao dịch là 197,75 cent trên pound. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 5 năm 2024, giá cà phê cũng tăng 3,4 cent, lên mức giao dịch là 195,35 cent trên pound. Các mức tăng khá mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê tăng trên cả hai sàn nhờ sức mạnh thực tế của Brazil và mối lo ngại về cây trồng của Việt Nam. Sức mạnh của đồng Real Brazil đang hỗ trợ giá cà phê, khi đồng Real vào thứ tư tăng lên mức cao nhất trong gần 5 tháng so với đồng USD, đã ngăn cản việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil. Cà phê Robusta cũng nhận được sự hỗ trợ vào thứ tư khi Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết tình trạng khô hạn kéo dài và thiếu nước có thể ảnh hưởng đến khu vực Tây Nguyên của Việt Nam, vùng trồng cà phê chính của đất nước, từ tháng 3 đến tháng 6 do ảnh hưởng của thời tiết El Nino và mô hình có khả năng tiếp tục vào đầu năm 2024. Trong một yếu tố thúc đẩy giá cà phê, cơ quan Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA trong báo cáo 6 tháng công bố vào thứ năm tuần trước đã cắt giảm sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ năm 2023-2024 xuống còn 171,4 triệu bao so với ước tính hồi tháng 6 là 174,3 triệu bao. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê tăng đồng loạt với mức tăng là 500 đến 600 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng là 67.700 đồng tới 68.800 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua với mức giá là 67.800 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Di Linh, ghi nhận quanh mức 67.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay thu mua với mức giá là 68.600 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 68.400 đồng và 68.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, giá cà phê sáng nay thu mua với mức giá là 68.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Rông, giá cà phê là 68.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay ghi nhận quanh mức là 68.500 đồng 1 kg. Và khu vực huyện Đắk Lắk, mức giá là 68.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua với mức giá là 68.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, ghi nhận ở mức là 68.600 đồng 1 kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 68.800 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận quanh mức giá là 68.900 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 68.500 đồng và 68.600 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá cà phê sáng nay trên kênh Phụ Nữ TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.